Diễm Thi và Vũ Hoàng xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin được mở đầu bản tin sáng thứ bảy ngày mùng 5 tháng 2 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Những người thượng tị nạn ở Campuchia được sang Hoa Kỳ và Canada định cư. Việt Nam gia tăng chi tiêu cho lĩnh vực công nghệ thông tin. Kính thưa quý khán thính giả, đa số những người trong nhóm người thượng tị nạn đang tạm trú tại trung tâm tị nạn của Liên Hiệp Quốc ở Campuchia đã được đồng ý để tái định cư tại Canada và Hoa Kỳ. Quyết định này được đưa ra chỉ 2 tuần trước khi kế hoạch đóng cửa trại tị nạn sắp có hiệu lực. Theo phát ngôn viên của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, thì tổ chức này đã giải quyết được hầu hết trường hợp những người tị nạn đang sống trong trại. Tuy nhiên, một số ít cũng bị buộc trở về Việt Nam sau khi hồ sơ của họ bị bác bỏ. Phát ngôn nhân của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc từ chối cho biết chính xác số người sẽ được định cư tại Hoa Kỳ và Canada là bao nhiêu. Xin nhắc lại rằng, kể từ năm 2001 cho đến nay, có khoảng 2.000 người thượng Việt Nam đã bỏ trốn sang Campuchia vì những vụ đàn áp. Riêng trong tháng 12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch ước lượng có khoảng 300 người thượng tin lành đang lãnh án tù vì lý do niềm tin tôn giáo và chính trị. Việt Nam dự kiến mức đầu tư hàng năm cho ngành công nghệ thông tin tăng 17% trong năm 2011 so với mức sấp xỉ 25% trong năm 2010. Mức tăng trưởng này sẽ đưa Việt Nam trở thành thị trường hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lĩnh vực công nghệ thông tin. Thông tin trên mới được báo mạng Vietnamnet loan tải ngày hôm nay. Chính phủ Việt Nam gần đây cũng thông báo kế hoạch phát triển công nghệ thông tin viễn thông vào năm 2020, đưa công nghệ thông tin vào nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, môi trường sinh thái, giao thông vận tải và viễn thông. Các khu vực nông thôn giành được nhiều quan tâm đầu tư của chính phủ với những dự án được ưu tiên, cụ thể là vào lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực công cộng quay sang tình hình khu vực, miến điện đã chọn một vị tướng lĩnh về hưu là ông Than Shand làm tổng thống để duy trì quyền lực của lực lượng quân đội trong hệ thống chính trị mới. Ông Than Shand nhận được 408 trên 659 số phiếu từ quốc hội. Hai phó thủ tướng cũng được chọn lựa, trong đó một người là đồng minh thân cận của tướng Than Shui. Mặc dù ông Than Shui không còn giữ chức vụ chính trị nào cả, nhưng các nhà phân tích tin rằng ông này sẽ vẫn cố gắng kiểm soát chính trường. Phía sau hậu trường. Về tình hình Ai Cập, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ nói rằng hiện tại Hoa Kỳ vẫn chưa cần phải yêu cầu quân đội sẵn sàng hoặc đặt vào tình trạng báo động vì những bất ổn ở Ai Cập, dù rằng chính phủ Hoa Kỳ rất quan ngại về những biến động tại đây. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm ngày 4 tháng 2, Đô đốc Mike Mullen nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không cần phải ngay lập tức chấm dứt hỗ trợ quân sự cho chính phủ của Tổng thống Hosni Mubarak. Nhân dịp này, Đô đốc Mullen nhắc lại kêu gọi của Tổng thống Obama cần một sự chuyển giao hòa bình và phi bạo lực. Và quyết định này hoàn toàn do người dân và chính phủ Ai Cập thực thi. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com gạch chéo RFA Vietnamese. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi qua điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm thi và vũ hoàng xin kính chào tạm biệt